Chào các bạn. Này đi câu cá tra quang bạn ơi. Đẹp không bạn? Quá đẹp luôn bạn ơi. Giờ này dắt chưa bạn ơi? Dắt sáng mình tính đi dắt sáng câu cho nó êm bạn ơi. Mà ai ngờ ngủ quên cho nên tới trưa luôn rồi. Điểm này mình nghĩ là cá săn mạnh là chắc sáng nha bạn, sáng sớm với lại chắc chiều tối quá. Ao này ao quang nè, cá con này chắc cũng nhiều quá. Nhưng thôi mình sẽ câu cần tay chỗ này bạn ơi. Trong lúc mà chờ cần máy ăn đó bạn, mình sẽ câu một cái cần tay đây đỡ ghiền bạn ơi. Cái điểm này thì quá đẹp bạn ơi. Mình nghe ông anh nói đây nước khá sâu bạn ơi. Ở trong bờ đây là hơn 3 mét nước nè. Còn ở ngoài đó là mấy cái chỗ mà dưới giữa là 10 mấy mét nước lận. Cho nên khả năng cá tra nó ở cái giữa với lại trong cái đám lục bình các bạn là nhiều. Cho nên cố gắng mình quăng ghe giữa đó hoặc đây bạn. Mình câu hai cần bạn ơi. Cần thì Asino nha bạn, 3 m 15 bạn ơi. Đỏ, Asino trong đỏ 3 m 15. Máy thì máy Daiwa bạn. Daiwa 8000. Dây thì dây ion bit game ơi, 0.55. Mình hợp với tông đỏ hơn cho nên mình chơi full tông đỏ luôn. Mình chế nè bạn. Trong đây mình để mấy cái viên bi nhỏ vô. Nè. Nhìn thấy cũng được bạn ơi. Để này thử coi nó có được phát huy công dụng không nha bạn. Kéo lên cái cốc là lụm nha. Rồi chọn mồi câu thôi bạn ơi. Đây bạn, mình đánh combo cám chiên chà đơn một bạn ơi. Gói này là đăng ký bạn, với lại gói cám cốt rác 250 gram nha bạn. Tại mình câu thời gian cũng lâu bạn, cho nên mình trộn lần mỗi cái bịch luôn. Nước dưới đây tầm cỡ 1 lít nước bạn ơi. Mấy cái ao quang này mình nghĩ cũng có cá con bạn, cho nên mình trộn mồi cho nó hơi có vừa dẻo vừa mềm bạn, để ngâm được lâu một xíu. Sợ nhiều khi cá lớn, cá tra lớn chưa kịp ăn đó là cá con ăn hết rồi. Mình xới đều bạn, ngâm tầm cỡ 3 phút 5 phút cho mồi nở ra, cái mình xào cho dẻo dẻo lên, cái mình bóp vô giùm nho mình câu bạn. Bén luôn bạn ơi. Đang cho cò bén luôn bạn. Mới quăng một xíu mà. Rồi. Ăn tốc độ luôn bạn ơi. Quăng cục mồi đầu, mới quăng cục mồi hai là bén rồi. Đang cho cò luôn. Mình không thể tin được luôn bạn.
vô gần tới đây thả pin vô bạn ơi. Dính vô miệng rồi dính vô vây luôn bạn ơi, khó xảy lắm. Lùi ra sao mình cẩu lên luôn. Trời ơi. Nè bạn. Có 6 lưỡi nha. Đây dính đây 2 lưỡi. Đây 2 lưỡi. Đây 2 lưỡi nữa. Trời ơi dính đủ nguyên combo 6 lưỡi luôn rồi. Để mình gỡ con cá cái nha bạn. Lên hàng đầu tiên nha bạn. Con này tầm cỡ hơn 2 kg bạn ơi. Chắc 2,5 quá. Quá đã bạn ơi. Cục mồi đầu tiên lụm luôn. Trong lúc chờ cá cha ăn mình câu cần tay kiếm thêm bạn ơi. Buồn quá cũng không biết làm gì. Chạy câu cần tay đi kiếm rô phi cá này cái kia đầu chơi. Quá trời nắng bạn ơi. Thôi là mình có đem cái dù cũng có đem dù không biết làm sao luôn. Cá he bạn ơi. He nghệ bạn, he nhỏ. Lại là con cá he nữa bạn ơi. Cái mình dính bạn ơi. Con gì bự rồi bạn ơi, con gì bự rồi, con phi như vậy, con phi tuyệt bạn ơi, giật giật cho nó an toàn, vô đây anh trai, con này tầm cỡ 3 lạng bạn ơi, phi 3 lạng, nè bạn, 3 lạng.
Đúng rồi, nhảy về là đúng rồi đó. Mề dinh mặn ơi, cỡ ba ngón hơn chút. Nãy giờ mình thấy mình dính được có ba loại cá bạn ơi, cá he, cá mề dinh với lại cá rô phi thôi. Còn cần máy thì mới được có con cá cha hả, chưa nắng quá trời nắng rồi bạn ơi. He bự bạn ơi, nãy giờ là con này là bự nhất trong cái đám nãy giờ mình câu đó bạn. Con này chắc cỡ 4 ngón bạn ơi. Cái này về kho tiêu và kho lạc ăn cũng đã lắm bạn. Bây giờ cũng cái chục con gì vậy. Cái rảnh nè bạn, loài cá mới xuất hiện rồi nè. Nãy cũng có dính cá cóc nữa mà cá cóc nhỏ quá. Về thôi bạn ơi, trời 5:30 chiều bạn, còn nắng quá trời nắng bạn ơi. Chắc mình câu dính cá cha thì nó cũng dịu dịu bạn. Từ đó sau nắng quá trời nắng, mình nghĩ là cá nó rút vô được bình nữa rồi bạn, không ra luôn mà. Kìa, giờ này mới ra ụt đựng con kìa, rất ít khi ụt bạn ơi, núp trong đó không mà. Thành quả mình được có con bạn. Đều ai lúc đầu cái làm được em cái im ru luôn, mà công nhận cá cha này khỏe thiệt, rộng từ trưa giờ mà còn sống nhăn à. Nãy mình có cần thử bạn, lấy ra cần thử thì được 2 ký 9 bạn ơi. Đó. Ha, khỏe ghê không, giờ này còn đùng 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 kìa. Con một bạn ơi, cũng hên là cũng có nhớt xém mớm luôn rồi, hên là dính ngay lúc đầu luôn, để ba ra lụm liền. Trời ơi trời ơi, quá khỏe. Combo cám chiên chả đợt 1 với cám cốt để hát bạn ơi. Trong lúc chờ cần máy ăn thì cần tay cũng làm được vài con cá bạn. Mình câu combo cám cá tạp đây, 2 cám cốt để hát bạn. Câu được một chút bạn ơi, nắng quá lấy cái dù mình che mình không có câu được nữa. Ê dạ, đừng dậy nữa. Thì thành quả thì được 4 con cá phi bạn ơi, có 3 con phi bự với 1 con phi nhỏ, như đựng mớ cá he, cá rảnh với cái mà dinh các bạn. Nói chung thì nay đi giăng nắng thì cũng có cảm giác bạn ơi. Thôi chào các bạn nha, chúc bạn xem clip vui bạn. Bạn thấy hay nhớ bấm like, đăng ký kênh để xem những clip mới nhất mình nha. Chào các bạn.